Chào anh em nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng găng mới ha, dòng găng tay MMA Sparring nha. Đây anh em. Ok, dòng găng này thì vừa gọn mà vừa giống như găng boxing mà nó hở ngón ở bên trong này ha. Thoáng mát thoải mái nha. Đây. Nó cũng hai vòng siết giống như những cái găng MMA thông thường nha. Đây. Các bạn em quay cận cho bạn xem nè. Đây bên trong này. Đó, bên trong này các bạn. Đây. Đây, chỗ này là Ura nè, da rất là tốt nha. Đấy, và chúng ta đeo vào và một cái ngón của chúng ta, đây mình sẽ đeo vào đây, ok. À, đây ngón cái chúng ta sẽ xỏ vào đây, đây và năm ngón của chúng ta tương đương với năm cái lỗ này và những cái chỗ này rất là chắc chắn nha các bạn yên tâm không sợ chỗ này bị bung nha. Đây và chúng ta sẽ siết lại một vòng nè. Đây, siết lại đây một vòng nữa, đây. Đó, rất là thoáng mát các bạn, thấy không? Đây, mình đeo một bên nữa đây, cho các anh em xem. Dòng găng này là dòng găng mới 2023. À, ok chưa? Đây. Rất là tuyệt vời các bạn. Mẫu với hãng BN ra cái dòng găng này rất là tuyệt vời nha. Đây, ok chưa? Đó, gọn gàng các bạn, gọn gàng thoáng, có thể cầm nã thủ cầm tay được các bạn. Đây, chúng ta ngày mai chúng ta cầm tay được nhưng mà khi chúng ta thi đấu tập luyện, rất là tuyệt vời. Các bạn sử dụng để tập đấm bóc cá cũng được nè, thi đấu đối kháng cũng được nè, gọn gàng nè, vừa MMA vừa boxing luôn các bạn ha. Đây bắt tay luôn nè, thấy chưa? Rất tuyệt vời chưa? Nó khác những cái mẫu găng đợt trước nè, găng MMA đợt trước nè các bạn. MMA đợt trước nó hở các ngón như thế này và phần trên này vuông nè, thấy không? Nó khác các dòng MMA đợt trước, thấy chưa? Ok, mẫu này là mẫu mới, hiện tại bên mình đang để với giá là 450.000 một cặp, một cặp là hai cái như thế này, một cặp là hai cái như thế này, đeo hai bên này rất tuyệt vời. Ok chưa? Rồi, anh em nào quan tâm tới dòng găng này thì cứ liên hệ trực tiếp với mình với số điện thoại 0776768999. Rồi, chào tạm biệt các bạn.